cứ nhìn đi qua này đó rồi giơ cái tay này ra sao lên cao lên cao lên à được nhiêu đó ok rồi bỏ xuống rồi lấy cái tay kia ồ muốn vậy hả mà lên khó quá hả rồi cái tay này đau không đau cái gì nó dội như kẹo con rủng rỉnh mỉ rồi đau không đau không đau biết nè à, rồi rồi bây giờ các bạn đây quý quán mai mốt phải gì đó học rồi cái ăn uống phải bớt bụng nha bây giờ là học đi rồi sẽ chỉnh bây giờ làm sơ cho cái đỡ rồi bữa rồi mai bắt đầu ngày mai mới chữa bệnh đi xích lại đừng sớm bị ngắt nữa làm gì đừng có gồng đừng gồng gồng chi làm gì hả lên lên đóng 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 ra ừ nói gì đó nói trời ơi bà làm như võ sĩ vậy đó rồi giờ giơ ta lên rồi về chịu chưa đỡ hơn à đỡ hơn là được rồi Đó, không không chưa xong rồi từ từ phụ nữ lên đây hết mà chưa gì cái ông để rồi sao đây nắm chặt này lại ok để cho anh xuống chút đi đó vậy là ha ok rồi kéo sát này vô các bạn vô nha ok rồi bỏ ra thì dở lên cho ngon chưa nó mỏi quá mỏi nè mà nãy giờ bớt mỏi chưa thì muốn bớt mỏi liền hả vậy để rồi muốn lên giúp bà cái lên đây nằm xuống rồi ai giúp cho bác này rồi đừng có nha miệng nó nha dứt cái là rớt cái lưỡi lại nha ok rồi ừ vậy rồi sao rồi tao bớt mỏi bớt mỏi rồi rồi tạm thời vậy đi rồi bắt đầu về mai chiều đi chữa bệnh bớt mỏi thì học trước nè ok là bớt mỏi giờ đi học á. Ừ. Từ từ. Tại vì của chị á, đi làm cái lưng á, chị mổ lưng á, tôi hơi ngại chút xíu. Ra là dưới chị mà vô chị chữa bệnh á, thì tôi sẽ thứ nhất là sẽ cho chị chườm nóng trước, rồi làm giãn hết rồi bắt đầu tôi mới giải quyết cho. Chứ còn không có dám làm như bà này liền. À, tại vì mổ rồi. Thật ra là phải cẩn thận chút gì đó. Ừ, thì nó phải tập mọi người chú ý cái này nè mình ở đây không phải là chữa bệnh mà mình đây chỉ hỗ trợ cho học viên thôi chứ đừng tưởng là vô đây mình chữa bệnh thấy không mà cái quan trọng là mình phải nắm được cái cách để mà mình về mình tự mình lo cho mình bởi vì không có cái bệnh nào á mà có thể mà chữa một lần hai ba lần thì khỏi đó. Mà cái mà tốt nhất ấy, là mình phải hiểu được nguyên tắc của nó và chính tự mình lo cho chính mình chứ không phải là ông thầy thuốc ở trên thế gian này không có cái ông bác sĩ nào không có ông thầy thuốc nào cứu được mình bằng mình chính là cái người cứu chính mình nên là mọi người xưa cứ hiểu lầm mà tôi nói bao nhiêu lần này cứ tưởng là bác sĩ đến bác sĩ là họ giúp mình được không có giúp đâu bác sĩ là đẻ ra để tư vấn và để ăn tiền mình thôi chứ không phải bác sĩ để mà chữa cho mình khỏi bệnh mỗi người thứ đi vô bệnh viện ông bác sĩ vô thì nói à bệnh sao rồi nhiều khi mình chưa nói hết ông đè đầu đè cổ mình thử máu rồi chụp hình rồi làm đủ thứ chuyện rồi sau ông ra quyết định cái một làm thì về không có gì khác hơn còn ở đây là chỗ hướng dẫn và tư vấn cho mình để
mình chăm sóc cho mình. Ở đây mình đóng tiền học á, thì mình đóng cho một cái khóa học á, thì 5 ngày. Nhưng mà ở đây cho phép mình đến tiếp tục cái tuần thứ 2, thứ 3 cho tới trong vòng 2 tháng. Nếu mà mình chưa nhớ, chưa thuộc bài, cứ tới đây làm chừng nào thuộc thôi. Mà mấy cái lần sau á, người ta không có lấy tiền mình. Là người ta cố tình làm vậy đi chi biết, để cho mình có cái điều kiện mình làm, mình học rồi mình tự mình lo cho mình tốt hơn. Ha, chị hiểu em nha, chứ còn không phải lỡ mình thấy thầy hùng hục đè ra rồi bóp cổ bóp lưng đồ đã rồi nghĩ sướng về. Không. Rồi xin mời tiếp em. Mỗi lần người tới một chỗ tới cái cặp cặp được rồi, con về ngủ thì thấy người xây sẵn ở đầu ngồi cũng được, rồi xong ra chút tay thì mình khám cơ huyết áp cao, uống thuốc thì do khám cơ xương khớp thì để cho mình bị căng cơ một chỗ giảm đau đến đâu cũng không hết, rồi cũng đi qua bệnh viện mấy bệnh viện cho con người kéo cổ rồi chích điện thoại rồi cũng không hết, rồi đi chích thuốc các bác sĩ kêu chích luôn mấy cổ. Ừ. Rồi có người chỉ thì mình qua lấy mấy cái dao nam đập lại nặng ra máu cho thông á, cũng xong cũng hết luôn, xong mới ra con người qua thì người ta chỉ thầy kia là thông mình xoa bóp giãn cơ xong rồi lấy tay ấn ấn mình khôi phục sống, nghe tiếng thật cơ là bị cơ gì cơ xương cơ tấn để nó vô rồi xong rồi vô tình nhận lên lúc sạc ấy bên cái bi á sạc thì thấy thầy à, thực ra là của em ấy, bị cái cổ á, cái người mà bẻ cổ rồi làm cho em là họ làm đúng chứ không phải họ làm sai, nhưng mà thực ra là họ chưa chuyên nghiệp lắm, em hiểu tôi nói không? Ra là họ làm hơi nặng tay chút xíu, bởi vì trong cái vấn đề mà làm á, ra tụi này nói á, là ai có thể xem nhưng mà đừng có làm, đừng có bắt chước. Tại vì sao biết không? Cái độ khéo á, là phải có một người có cái kinh nghiệm và có cái cách, ví dụ như bẻ cổ á, là phải bẻ thế nào mà cho mình không có bị tổn thương, chứ không phải là ai mình cũng bẻ được. Cho nên bây giờ họ cũng bẻ em, nhưng mà họ bẻ mà chỉ cần sai cái là em bị liền, cũng như tôi bẻ cho em coi này, em lên ngồi đây để mình bị lần nữa cho biết. Xin qua đây, xin qua đây để cho biết. Em để cho biết nó đau, ngồi dậy. Rồi xin qua đây nè. Rồi xin lui ra chút nè. Để mà tôi cho mọi người thấy cái cách mà làm nó là cả một cái nghệ thuật. Thấy không? Ví dụ như bẻ cổ á, mọi người thấy ta nắm ta bẻ không? Ta bẻ không? Tương công. Tương công cái là gãy cổ á. Thấy không? Người ta bẻ như vậy, chứ không phải. Tại cái chuyên môn của nó là cái tay này phải giữ cái này nè. Mọi người nhìn tôi làm nè. Tôi làm về liền chỉ biết không? Là tôi kéo hơn cũng không được nữa. Tại vì tôi sẽ cố định cái cổ ở đây, cái này. Thì như vậy là cái tay tôi đã vô tình kềm này lại rồi. Mọi người nhìn nè. Thành ra nó là cả một cái nghệ thuật. Thấy không? Tôi vẫn cái nghệ thuật mọi người thấy không? Thấy chưa? Rồi tôi bẻ ở đây. Đây nè. Mọi người thấy không? Mà tôi vẫn giữ cái tay. Đây là cái cách của nó. Nhưng mình không quen là mình là làm đâu được. Đây nè. Thấy chưa? Mọi người nghe không? Nghe cái rắn vậy đó. Nhưng mà không sao nữa. Nó rất là ngon lành. Nghe dễ chịu không? Nó dễ chịu. Đó, còn thí dụ mình dặn, thí dụ em đã thả lỏng cái này ra, mình dặn. Thì khi mình dặn ở đây á, là hai chân này kiềm đây rồi. Thí dụ tôi giữ ở đây, mọi người nhìn nè, tôi giữ ở đây, thì cái tay tôi á là giữ, mọi người nhìn thấy cái cách giữ không? Nó kiềm ở đây rồi, kiềm đây rồi. Giờ tôi giữ nè, mọi người đứng cứ gồng, cái đứng gồng này làm mềm nè, thấy không? Mềm thấy chưa? Nè mềm, nè đừng gồng nha, đừng mềm nè, mềm, rồi kia, đã gì đâu phải không? Đây nè, thấy chưa? Nhưng mà khi á, mình giữ ở đây nè, đang giữ ở đây nó có thế đàng hoàng, thấy không? Đây nè, thấy chưa? Nghe lạ chưa? Rồi thôi, bây giờ ghép cái tay lại xuống đi.
rồi em cái tay em vô chút xíu, em vô không có em về này, em lại trước hai cái này vô lên về đó vậy nha. Ok, đây là đó, thấy chưa? Rồi đem ra đó. Chưa nghe muốn nghe hả? Rồi rồi em lên. Thôi gì đâu, đi đâu thôi chứ không. Đại biểu mình lên đây rồi. Đây, kiểm tránh chút. Đây, ngửa lên đây chút. Đó, vậy đó nè. Thấy chưa? Thấy ngang rồi nè. Mềm mềm, cái gọc. Rộng. Nghe rồi. Rồi bây giờ ra duỗi thấy dễ chịu chưa? Hả? Nghệ tưng luôn không? Nghệ tưng luôn đó. Bình thường hôm qua á là bị giữ là bên đang à. Nó bị lóc kê lại, nó nằm xuống đi. À nó còn sao này nó mà nhẹ luôn. 80% luôn. Nó không dùng bao nhiêu. Rồi. Ngồi lên nằm đây nữa. Đây rồi, anh giữ giùm hai kim ngồi nữa. Đó, vậy đó. Dạ, nó có chuyện gì phải lại đây học mấy người hết rồi, được chưa? Rồi đứng dậy thôi. Rồi bây giờ sao rồi, lắc đầu nghe sao rồi, hết luôn. Cái gì nghe nhiều, tức là tại vì cái mức độ mà khi kéo này là nó là cả một cái nghệ thuật, chứ không phải ai đè ra gì cũng được. Là ví dụ con quay qua đây nè, là cái phần này nó dướng đâu, nó dướng ở đó, rồi bên kia lâu lâu nó nghe tiếng tách 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 như rồi giống vậy. Lâu lâu đi mình kia nè, lâu lâu con hay con xoa xoa nó mỏi quá, mỏi quá bé, rồi coi cái tay như tay lên nè, thử cái này. Nghe không? Chưa nghe. Chưa nghe hả? Nghe rồi. Nghe rồi. Rồi, bây giờ sẽ cổ lại coi khác chưa? Không quay qua hết á. Cái phần này là thầy là nó cứ như nó căng. Hết rồi không? Hết chưa? Còn căng. Rồi đó nó cũng bị chèn xuống này. Đúng rồi, mà bây giờ đỡ rồi ha, đỡ nhiều chưa? Nhưng mà thầy cắt khắc phục ấy là ở sau đấy là mỏi mỏi cũng thấy sao xoay này. Đúng rồi. Sao vậy? Rồi, vài bữa. Làm hết liền cái chạy mất mẹ nó. Rồi. Mời tiếp. Thưa thầy, cách nay một năm chờ bị đơ khổ suốt luôn. Rồi bây giờ tới nhức cái tay, rồi bây giờ tới hai cái căn này là vấn đề ngủ không được. Dạ. Bây giờ là chút xíu mình đang học cái cách mình trường đạt. Dạ. Thì bây giờ mọi người thấy như vậy á. Chứ còn hồi nãy nếu như mà mình có cái trường đạt trước, có khởi động trước, thì tôi làm sẽ thấy kết quả là nhanh hơn rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ học mấy cái đó, để rồi bắt đầu ngày mai, ngày mốt, khi sẽ xếp lịch lên tôi chỉnh cái cổ lại cho, không có sao đâu. Hay thì sẽ ổn thôi. Nhưng mà bắt đầu là ngày mai bữa chiều bắt đầu bữa nay mình học thì chỉnh cái chuồng đá sao rồi chỉnh thì yên tâm đi, chỉ trong vòng 5 ngày này là anh về là tất cả những cái bệnh đều bỏ lại đi hết rồi. Anh ở đâu vậy? Anh Đồng Tháp. Anh Đồng Tháp là rồi về có tính cái chỗ thuê ở chưa? Chưa có biết cái vùng gì chứ. Rồi lên đây thì chạy chở ngựa cút với ngựa với ngủ nhà trọ ai hướng dẫn lên coi trên mạng đó thầy. Rồi vậy cứ giữ lớp đi. Rồi có ở đây hướng dẫn tỉ mỉ mọi cái hết, thì có thể là sáng mai hay là sáng mốt tôi sẽ giúp cho anh một cái nha. Thì nhưng mà lúc đó mình học mấy căn bản hết rồi thì tôi làm cái là chị anh ổn liền. Ra là bị bao lâu rồi? Nay là 1 năm rồi. Rồi, năm rồi, giờ chờ thêm mấy ngày cũng không sao. Ok, thầy xin mời tiếp ai nữa. Có làm rồi thầy, còn rồi, em cứ nói với Kiên để sắp quyết lịch. Đây, tôi làm thêm 1 lần nữa.
Rồi từ đây tôi là bị thoái hóa cột cổ, yeah. Mấy cột sống lưng, yeah. Nên cái khớp háng này, nhờ có cái khớp háng này là đau nhất, yeah. Đau 4 năm năm này, yeah. Ví dụ ngồi bình thường này thì nó không đau, mà đứng lên đi là đau, yeah. Không sao đâu. Bây giờ là nó chứng tỏ là anh bao nhiêu, đang bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 64, chuẩn bị sang 65 mà. 64 chứ những 65 giờ tuổi gì? Từ ngọ. Tôi chỉ 64 đi, ông còn chuẩn bị 65 nữa. Rồi. Thì còn 1 tháng nữa sẽ 65 rồi đó. À, còn 1 tháng nữa, ok. Sao đâu. Bây giờ cái điều quan trọng của anh đó là gì nè? Anh biết rồi là bắt đầu anh già rồi đó. Cột sống cổ bị, cột sống lưng bị, rồi đầu gối bị, rồi cái bẹn cũng bị, mấy cái đó là bị hết. Thì tôi hy vọng anh sẽ chịu khó học hành chút xíu thì cái bệnh đó nó không khó gì. Nhưng mà trước đây có bị gút cái gút không? Trước thì tôi có bị, nó cũng nhức, như hiện tượng nó dư cái chất axit gì đó. Ngày xưa đôi đấy. Dạ dạ, nhưng mà tự nhiên tôi uống cái cây mật nhân là nó hết luôn. À, rồi. À, nó hết luôn. Thế là từ đó nó hết cũng mười mấy hôm nay rồi. À, có thử máu không? Mà tự nhiên có thử máu. À. Nhưng mà thử máu bây giờ thì nó hết kia đó. À. Tôi thì tôi không tin có một cái loại thuốc nào khỏi được cái acid uric. Tại vì tôi điều trị nhiều lắm. Mà tôi tin một cái điều là có thể là do anh thay đổi cái cách ăn uống. Và cái chính cái cách ăn uống của anh. Không, đúng cái đó thầy ạ. Bởi vì tôi ghé một ông bạn là ông cho tôi uống cái đó, thường uống nước trà đấy. Không cho tôi uống, mà khi tôi uống, người tôi là nó nhức hết cả các khớp á. Thế khi tôi uống ra khỏi nhau khoảng nửa tiếng, tôi thấy tự nhiên là nó giảm đi liền. Giảm đi liền, thế là tôi bắt đầu tôi sưu tầm, tôi lấy cái cây đó về, tôi ngâm rượu, tôi cũng uống biết là nó hết. Thì à, vậy là đáng mừng mọi người mà lấy cái đó cái kiểu là như là nó hợp từng người á, nó hợp từng người. Tại vì thực ra là mật nhân á, là ở Malai á, thì họ gọi là sâm đắng. Đắng lắm. Đắng lắm. À, còn ở Việt Nam mình á, tại sao gọi là mật nhân, người ta nói là mật của người á, nó đắng như mật người ta á, nó gọi mật nhân. Hồi xưa á, là tôi còn nhớ ở Thạch Dừa á, ở Chí Linh đó, là riêng cái mặt dân nó đầy núi. Bây giờ chắc đây đào trên Bình Phước, bây giờ là Nai, bên Công Tung ở đây còn nhiều. À, bây giờ còn nhiều á, thì cái đó tôi phải gìn giữ. Tại vì mình ở đây nó dễ quá, ta đào lên ha. Nhưng mà tại đắng không ai dám dùng. Ồ, nó đắng lắm. À, nếu mà anh dùng được thì qua cái mạng này hôm nay cũng mong là mọi người tìm nó để uống, nhưng mà cũng phải gìn giữ, tại cái đó là cái quý của dân tộc mình. Ở bên Malai người ta gọi là sâm, còn mình là coi như là một cái cây cỏ thường vậy đó. Lá nó như lá me mà nhỏ nhỏ vậy nè. Hồi xưa tôi lấy cũng nhiều lắm, nhưng mà ít có ai dám uống là nó đắng quá. Đắng lắm. À, ok, rồi cảm ơn anh. Thì anh cứ cố gắng học đi, rồi lúc mình làm sao. Nhưng mà có một cái điều vậy là tôi nói anh nghe là nó bớt được cái acid uric, đó là một điều rất là đáng mừng. Nhưng mà cái thói quá thì nó không tránh khỏi. Thì thường thường tôi muốn nói qua đây để mọi người hiểu là cái vấn đề thói quá của người lớn tuổi là đa phần là do thiếu oxy hết. Vì oxy là cái điều rất là cần thiết cho các tế bào, các mô và các xương của mình. Cho đó là khi mà mình bị thói quá là nguyên nhân đầu tiên là do cái bao mạch mình nó bị chích hẹp hoặc là xơ vữa động mạch. Anh đã làm cho máu huyết rồi nó vô trong cái các cái mô nó không được. Mà cái khổ là hồng cầu nó đi thì oxy mới theo. Mà hồng cầu đi không được thì oxy kẹt. Nó kẹt thế là nó làm cho mình lão quá đủ thứ. Thành ra là tại sao mà ở đây là 2 giờ động viên mọi người là phải học từ đầu tới cuối. Vì trong đó là phải giải thích cho mọi người hiểu là trường đá để giãn cái mao mạch để máu lên vô cho tới nơi tới chốn, để nó đưa cái hồng cầu tới, nó đưa cái oxy tới. Nè, rồi trong lúc mà mình trồng đá đó thì mình là hút không khí để mình lấy oxy vô nhiều để đổi cái khí carbon đi ra. Rồi cái thứ ba nữa là ở đây là mình làm ra cái là nước chili ấy, gọi là nước ớt ấy. Mà chính cái nước ớt ấy, thì thay vì mình uống ấy, là cái thuốc mà ở Trung Quốc nó có cái vậy ăn cúng mua hoàng quần ấy, thì thực ra cái ăn cúng hoàng quần chính là cái nước ớt thôi, cũng cả mẹ vậy. Rồi bên kia nó có thêm cái là xuyên khung, rồi độc quạt, rồi hồng hoa, rồi đào nhân để cho hoạt huyết thôi. Nhưng mà cái hoạt huyết mà tuyệt vời nhất vẫn là cái ớt. Hai trăm năm mình không cần tốn kém nhiều, mình uống mấy cái thứ đó.
rồi mà ghi cho nó nặng hề, chỉ cần nước ớt, rồi chỉ cần hút không khí, chỉ cần tập luyện ở đây, rồi bơm thì lần lần á, là oxy vô đầy đủ thì tất cả những cái mà lão quá của anh nó từ từ nó sẽ được khắc phục. Ban đầu nha là khắc phục, thứ hai là nó chặn lại, cái thứ ba là không có tiếp tục là tái lão quá nữa, không có nghĩa là hồi phục lại thân như thanh niên. Bây giờ 64 nhưng là 64, 53 65 nhưng là 65, không thể nào mà đổi được đúng không? Thật ra thôi, ít nhất là khi anh đến học, anh hiểu được điều này và anh thực hiện cho đúng thì là ok. Đối với phương pháp mình là phương pháp điều trị không dùng thuốc mà hữu hiệu vô cùng, nếu như mình biết được, tiết chế được cái chính bản thân mình. Ngay tất cả những cái bệnh tật mình hiện nay chết là do mình hết. Từ cái gút này, huyết áp cao này, siêu vữa động mạch này, rồi những cái bệnh hiện tại này là tất cả mình xem đi xem lại, tất cả là do cái sự ăn uống không kiểm soát của mình ha. Rồi ăn uống vô độ, rồi nhậu nhẹt vô độ, nhưng mà cái mà luật nhân quả của trời đất cũng ghê gớm lắm. Ghê gớm ở chỗ nào? Tức là những người mà sống thanh bần ha, thì ví dụ như mấy ông mấy ông thầy tu mà tu thiệt nha, không phải mấy ông thầy tu mà mập ú trong chùa, mấy ông chùa mà nhiều ông mập ú là không phải tu đâu, mấy ông hưởng thụ nhiều quá. Nghe chứ cái người mà tu thanh bần đàng hoàng, những người sống đàng hoàng, ăn uống đâu đó gì chỉnh đàng hoàng thì họ không bị. Còn những cái người bây giờ là mình có điều kiện ăn trên ngồi trước, rồi mình có làm có nhiều tiền, bắt đầu mình ăn uống vô kiểm soát. Và chính vì vô kiểm soát nữa thì mình hại mình lúc nào mình không biết. Cũng như tôi nói, hai cái miền Nam Bắc á, nội riêng cái chuyện ăn của hai miền Nam Bắc á, là để cho chúng ta thấy một cái tổn hại của hai miền, cái miền nào bị nhiều hơn. Ở miền Bắc á, nó có một cái tục lệ là gì? Tức là buổi sáng ăn phở, ăn hủ tiếu thì không nói. Buổi trưa là đi bữa, là gặp, gỡ bạn bè rồi các nơi ăn uống. Như buổi tối, 5-6 giờ về, đã về nhà rồi. Cho nên nó có cái, dù sao, nó cũng có cái sự kiểm soát ở trong nhà, ăn uống cũng khác. Như trong Nam có, trong Nam á là buổi sáng ăn uống hoài rồi ha, rồi buổi trưa ha là ăn nhẹ nhẹ không có vấn đề, có nhiều khi nghỉ cơ quan, như buổi tối nhậu, ăn nhậu cả tối, có khi tới 9, 10 giờ, 11, 12 giờ. Mà cái tuổi cái giờ tối á, là cái giờ nguy hiểm nhất, mà mình ăn nhiều mình phá hoại cơ thể mình á. Thành ra là sẽ cái gì cũng gì có cái tạo quả hết á, cứ ăn đi rồi mốt sẽ biết. Đúng không? Thành ra là mọi người đi đến đi học á, thì giống như học cái phương pháp mà dinh dưỡng vậy, rồi phương pháp tự biết chăm sóc chính mình, cho nên cứ chịu khó nghe chút xíu đi để mà mình cứu lấy mình. Còn cái chuyện mà nãy tôi nói, tôi giải quyết cho mọi người á, là trong lúc mà làm á thì có những cái đau đớn quá khó chịu, tôi điều chỉnh một chút cho để cho mọi người an tâm để học thôi, chứ còn đừng có cầu mong cho tôi, bởi vì không có cầu mong cho ai bằng cầu mong cho chính mình. Nãy giờ ông dừng dừng tay nghe sao? Nó cứ lâu lâu thì nó hay mỏi, dừng vậy nó mới hết. Đem lên đây, tôi thấy ông ngồi ông dừng dừng, tôi cho ông coi cái cách dừng của nó. Rồi nếu mà ông mỏi vậy á thì ông dòng cái tay lên trên ra sao đi coi, dòng lên cao à, được nè, mọi người nhìn nè, nhìn cao tới đây nè, đứng nhìn quay đó rồi. Đó vậy đó, dòng để cho ta thấy rồi, tay kia cao á. Ông làm nghề gì? À, được gì vậy? Mà được gì mà cũng bị bệnh đấy. Mọi người biết á là trong cái chuyện mà bệnh mà chơi là tay của mình ấy, là tôi nói đi ông làm thì lương y ông sẽ để ý, phải bỏ cái đồng hồ đây y bác sĩ thì bị là như vậy á, là gần như tôi dùng cái chữ gần như á là 90% chứ bị trật khớp vai, ông này mọi cũng đông những cái trường hợp đó, mà đâu phải trật khớp vai là lo làm nặng đâu, mà là trật khớp vai là do mình cầm sai tư thế, giống như mình cầm con chuột á, mình làm á, mà làm một thời gian á rồi cũng bị. Thật ra là
để điều chỉnh á, không biết cách nào nữa. Giống như ông nẹo lên, ông nắm ông giật vậy đó, thì đỡ, nhưng mà không hết được. Lâu lâu mà anh thấy thầy làm vậy mình tưởng tượng, nếu mà mình được làm vậy có lẽ nó sẽ hết. mình cũng thấy nó rõ ràng đó. À, cũng bó, cũng tự làm, cũng tùm lum mà. Nó còn giống như nó còn một chí rồi nó không hết được. Nó không hiểu được, không hết rồi. Rồi ông gì đó, ông làm lương yêu làm đâu? Dạ, em làm ở quê nhà ở Ba Tre, Bến Tre. À, Ba Tre. À, rồi. Bà nào ghé cho vừa uống nha. Dạ. Mọi người nghe khác liền đó. Rồi, giờ đây là đi. Mới sửa sợ này, không biết sao vậy? Nói chung là suốt mấy tháng này cứ mình đưa là tới đây cái nó có cảm giác mình hay nghe mà đưa qua này. Được nó mới hết. Bây giờ dựa cho, bây giờ giờ giỏi thử con gái. Khác rồi anh. Nhưng mà thực ra nó còn thêm cái nữa, anh ngồi đi. Để lâu lâu tôi dịp lên đây. Dạ. Chứ? Nghe không? Má chân. Bị dưới quê tụi người ta hay bị tặc gân bông. Bông gân, đừng gân. Bông da cỏ nha mấy đó hay bị vậy mà em luôn. Thôi để lên đây. Học đi về cứu bà con phải không? Vậy được. Đi cứu thôi. Không biết cái ông gì. Cái gì có tay có chuyện gì đó. Vậy thôi, không có thể động đi. Ông ở gì đó, ông ở Gò Công, Gò Dấp gì đó. Bỏ cái này dưới đi. Là chữa một lần là 1,000,000. Mềm, đừng có gồng. Đó. Nó giữ hai chân liền lần. Sướng. Nghe cái khác rồi hả? Nói lát học về không? Mà ông mà học được thì ông vậy giúp cho bà con ấy. Chắc chắn một điều là sẽ có lợi cho mình với chồng cố lúc nam không mà không số người học đặt tay đặt chân không biết làm không biết cách nào mà làm cho nó được. Bây giờ ở đây là tôi sẽ đi nhưng mà lên mạng thấy cái trường hợp thấy phương pháp này làm cái đó là rất hay. Rồi tới đây tôi sẽ liên hệ cho về cứu đời này phải ở đây. Cái tốt nhất là cứ giới thiệu bà con lên đây này là hay nhất. Không bởi vì làm mình chưa có cái không cần. Bây giờ mình làm thầy thuốc rồi ha, đừng giới thiệu này không ai nhận đâu. Bây giờ ông này ông học để về ông giúp cho bà con nè, về nhất là thầy thuốc thì ông ở đây thì ông học cứ thuê chỗ ở đây đi, rồi buổi sáng ông học ở đây, rồi buổi chiều và tối có cái lớp học nâng cao nữa. Ông học người đến thánh được rồi, rồi ông học buổi tối ông chiều đó đi coi ở đây đó, rồi là tôi chú ý ông chút, tôi sẽ đào tạo cho ông mấy hôm rồi để cho ông coi cách để làm rồi dạ cho dạng đu giúp cho bà con dưới không vậy ha. Ok rồi, hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh tăng đề kháng, giúp ăn ngon ngủ ngon tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.